Chương trình Chị Em Của Chúng Tôi đã trở lại và em có thể giải thích thêm ngoài những cái khoáng chất đó mình còn có thêm những cái công dụng gì? Và thật sự ra giống như theo chị thấy á, cái cuộc sống bây giờ đó thật sự á, là ăn uống cái gì mình cũng sợ hết trơn đó. Dạ, đúng ngay rồi. Cả trái cây em thấy không, trái cây bên Việt Nam mình thấy rồi, họ dùng những cái phân mà làm cho trái cây, họ dùng hormone để mà giữ cho rồi họ dùng những cái mà chất hóa học họ làm trái cây bự ra trong vòng 2 ngày. Rồi ngay cả khi mà họ nuôi ốc cũng trong vòng mấy ngày là họ vớt ốc lên, họ cho ốc nó ăn những cái thức ăn mà về hóa học, thành ra cũng sợ lắm. Rồi ngay cả muối mình cũng sợ nữa, thành ra riết rồi nhiều khi á không biết ăn cái gì và không biết chọn gì, nhiều khi cái gì mình cũng sợ hết. Mà thiệt sự nói về muối ở Việt Nam thì họ làm không có được đúng tiêu chuẩn sạch sẽ. Và nếu như chị đi ra những sân muối thì chị thấy người ta cào ngay ngoài mặt đất. Rất là dơ. Lúc chị và sau đó để mà cho có cái chất iodine trong người thì họ đổ cái chất màu tím. Cái đó là màu tím, nó là chất gọi tiếng Việt gọi là iốt không chị? Iốt và trộn thẳng vào trong muối, chứ họ không có qua lọc những cái optical clean lọc lại và những cái khoáng chất, tại vì iodine lúc mà nguyên thủy của nó rất là độc và mình không có được, nên mình không nên ăn nhiều, tại vì đúng có một chút xíu iodine thì tốt cho cơ thể. Nhưng mà trong những đồ ăn mình ăn đã có chất iodine rồi, nên nếu mình ăn uống đầy đủ thì mình vẫn không thiếu mình chất không đó. Và nhưng mà chị hỏi em nè, giống như mình ở đây ngay tại nước Mỹ mình cũng có những nơi làm muối, phải không? Có những nơi họ dùng nước biển họ chiên cất họ làm thành muối, nhưng mà chị hơi thắc mắc, chị hỏi em giống như ở tiểu bang Utah, phải không? Mình có giống như là Salt Lake City. Nghe nói Salt Lake City là mình biết là nơi đó là muối. Tới ngày một cái biển đó, thật sự ra là một cái hồ. Rất là muối, nhưng mà cái muối đó mình có dùng được hay là không? Muối đó là người ta để process làm thành muối thường, là gọi table salt. Table salt. Nhưng mà table salt thì có anti-caking. Anti-caking là chất đóng cứng. Tại vì muối bình thường mà muối tốt thì hay bị dính vào, giống như muối Hy Mã Lạp Sơn thì nó không có rời hẳn 100% và sẽ dính cục vào nhau. Thì muối thường họ dùng cái anti-caking để mà giữ cho muối lúc nào cũng tơi ra. Chị thấy hạt muối rất là nhuyễn và hơi bột phải không đúng chị? Rồi. Đó là cái chất đó. Mà cái chất đó thì mình vô cơ thể mình sẽ bị ung thư nếu mình ăn qua nhiều thời gian. Ung thư thì mình không biết được là mình sẽ bị ung thư liền đâu. Cái câu hỏi này rất là vẫn còn là một cái câu hỏi rất là khó đối với những các nhà khoa học, là tại vì ung thư là nếu như mình có tế bào ung thư trong người phải sau từ 20 cho tới 25 năm mình mới biết được là mình có ung thư. Mà khi mà mình biết được rồi là mình sắp chết rồi. Exactly. Thành ra rất là đại, thành ra nhiều người khoa học họ không hiểu bằng cách nào tìm ra được để mà họ biết trước được là ung thư là có ở đó. Và phải đợi một thời gian, tại sao phải đợi một thời gian dài như vậy để mới bắt đầu tạo ra. Mà lúc mà tạo thì lại rất là di căn rất là nhanh. Giống dạng vậy đó. Thì giống như tế bào ung thư thì lúc đầu nó là nhỏ thì mình đâu có để ý, phải không? Dạ không phải là nhỏ, mà tại nó nhìn giống như là cái cell bình thường, giống như tế bào bình thường. Mà mình không biết được là nó thay đổi một cái, giống như là từ độ nguyên tử lận, nó bị sai từ lúc mà cái phần trăm tới nguyên tử lận. Nguyên tử là rất là nhỏ, là nó bắt đầu từ đi lên từ tí một đó, là như vậy đó. Thành ra phải tới 20 mấy năm mình mới bị. Thì như vậy nếu mà mình sử dụng cái muối này nhiều quá đó thì cái mình cảm thấy con người mình nó khác, đúng không? Thế mà chị cũng sử dụng thì chị thấy bắt đầu, chị chưa biết nhưng mà chị mới thử khoảng chừng trong vòng 1 tháng trở lại, thì mai mốt chị sẽ cho em biết kết quả. Nhưng mà nếu mà mình ăn nhiều thì mình có thể thấy được trong cái máu của mình không, nếu mà đi thử máu những người được. Em có ở đây, em có một cái research do một ông bác sĩ làm thí nghiệm và chụp hình của máu, và cái hình đó là sẽ lên. Đây là có hai cái tấm hình. Tấm hình thứ nhất là máu của mình bình thường, lúc mà chưa có sử dụng muối. Và cái hình tấm hình thứ hai là sau 30 phút dùng một ít muối và nước ấm.
Là nghĩa là khác nhau trong 30 phút thôi. Dạ. Mà không phải là dùng nhiều nước, dùng nhiều muối đâu. Chắc tại vì vì ruột của mình cũng không tốt, nếu như mà nhiều mặn quá thì không được. Mình chỉ chỉ dùng 1/4 teaspoon thôi, 1/4 teaspoon tức 1/2 teaspoon là maximum thôi. Thì thử ra và hiệu nghiệm trong vòng sau 30 phút. Wow. Dạ, sau 30 phút đó chị thấy không? Cái máu nó bắt đầu nó tơi ra và nó không có động lại. Và những nhất là rất là tốt cho những người mà bị nghẽn máu trong tim và high cholesterol nữa nha quý vị. High cholesterol nữa. Và như vậy thì máu nó tơi ra, và nó khỏe hơn và nó dễ di chuyển hơn. Thì mạch máu mình sẽ thông hơn và nhịp tim mình sẽ đều hơn. Wow. Dạ. That's good. Dạ. Và nhiều khi mình thấy trong cái khi mà mình ăn uống ha, là thường thường những cái bệnh tật hay những bất cứ cái gì đó, những cái bệnh tật mà sinh ra đó thường thường là vào cái đường miệng nhiều nhất. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì do mình ăn uống không điều độ nè, rồi không tập thể dục và không có kiêng cữ khi mà mình sử dụng những cái thức ăn, hoặc là ăn đồ mà to go nhiều quá như fast food. Và những cái đồ đựng to go cũng không tốt nữa. Tại vì những đồ đựng đó là bằng từ chất foam, chất plastic. Mình ăn vô trong người nhiều là dễ bị ung thư. Thành ra bởi vậy chị thấy người Mỹ dạo này họ dùng một cái loại đó là vỏ bắp. Dùng bằng bắp thì trái bắp thì họ dùng để mà ép ra, bỏ vào trong xăng, thành ethanol trộn vào trong xăng, họ làm thành một cái xăng, là thành những cái chất alcohol để trộn vào trong xăng để mà họ dùng bớt những cái tài nguyên của thế giới để mà mình xài tiết kiệm nhiên liệu đó là đúng nhất. Và vì vậy bắp sẽ mắc đi giá, cũng mắc đi. Nhưng mà nói như vậy thì chị lại thấy như vậy, nếu mà nói về dùng bắp mà để làm thành xăng để mình chạy hay là dầu để mình sử dụng, dầu thì mình đã có rồi, nhưng mà dùng để làm xăng mà mình xài đó thì giá thành nó mắc hơn là xăng bây giờ. Dạ đúng. Tại vì nếu mà tính ra cái độ mà nó ép ra và sao một cái thủ công, rất là rồi sao một cái chế biến để thành ra một cái xăng để mà mình sử dụng chạy xe đó, thì giá thành nó lên mắc quá, đâu ai chả nổi. Đó, bởi vậy bây giờ mới có xe điện. Bây giờ mình chạy xe điện. Rồi có xe hybrid. Giống như xe Toyota Prius. Nhưng mà chị nói nghe, hybrid mà lỡ mà nó hết điện giữa đường rồi làm sao? Lâu ngày thì nó có thay bình điện. Charge. Như vậy mốt trên freeway, không có gì vậy mốt trên freeway nó sẽ làm từng cái ổ mà để bây giờ charge. Có rồi đó chị. Có không? Chị đến những trạm xăng á, chị hỏi cái power voltage nó đâu. Đến nhưng mà trạm xăng, nhưng mà chị nói chuyện á, trạm xăng thì chị đã thấy rồi, nhưng mà chị nói chuyện là trên freeway kìa. Trên đúng rồi, đúng trên freeway mình rồi. Mới cần chứ còn mình đâu có cần với trạm xăng. Giống như bỏ khôi vô, ví dụ xài được chạc được bao nhiêu tiếng, bỏ máy đồng qua xong là đó. Giống như chị thấy là đi đi có những cái nước mà về thôn quê, giống như chị đi Nhật. Giờ nói đi Nhật. Ok, về những cái vùng quê, cái vùng mà xa thành phố. Thì nó có những cái trạm. Tại vì ở bên đó người ta đi bằng cái xe đạp điện đó. Đi xe đạp điện. Thì khi mà mình hết bình điện mình chạy tới đó mình gắm charge. Mà có chạc tiền không chị? Không có tính tiền. Wow. Thật ra những cái vùng quê mà bên đó nó rất là thanh bình, nó rất là êm ả. Hy vọng là nếu mà mình ở đây, phải không, đời sống mình ở đây mà nếu mà có những chiếc xe mà xài bằng điện như vậy đó thì chị nghĩ là cũng nên có những cái ổ điện mà cắm charge free. Nếu nó đừng có tốn tiền. Tồ điện ở đây mắc thế thôi chị. Đúng không? Tiền đây mắc quá. Điện đây mắc quá. Không được. Wow. Nhưng mà đã trả anh, mình cũng đã đóng thuế rồi em. Đúng. Biết bao nhiêu thuế mình đã đóng rồi. Phải đóng thêm cho trừ cái thuế cầu đường. Tại vì thuế cầu đường mình cũng đã trả rồi. Nhưng mà thật sự ra giống như chị hay em, giống như em còn đi học, giống như chị chạy đường trong nhiều, chị ít có đi lên freeway. Thấy không? Thành ra chị cũng đã trả thuế cầu đường mà chị cũng đâu có xài nhiều trên freeway, thành ra trên freeway phải là những cái trạm. Nhắc đến Nhật để em nói về cái muối này nữa. Người Nhật họ xài muối này rất là nhiều, nhất là trong ngành ăn uống và kỹ thuật ăn uống. Ở bên Nhật là về high quality food đó chị. Họ dùng những tảng đá, họ nướng đồ ăn ở trên đó. Đúng rồi. Hoặc là họ để chưng những sushi, hoặc là những cá sống, những họ ướp muối, những thịt,
Dạ. Phải không? Dạ, họ chiên, họ để cái bếp ở dưới. À. Họ ở đây cái bếp ở dưới, một cái miếng đá muối đó ở trên. Ừ. Ừ. Và ở trên đó thì họ chiên trứng, họ là chiên steak rồi họ làm đủ thứ hết. Dạ. Rất là hấp dẫn. Và nếu như họ xài xong cái muối đó họ không cần thiết nữa, họ chà rửa lớp bị cháy ở trên và họ cắt ra, họ giã ra là họ bỏ vô nồi họ nấu. Tận dụng hết. Họ rất là tận dụng. Dạ, dạ. Dạ. Thật ra mình thấy là thật sự ra muối mà mình xài nếu mà nói tốt có những cái nó rất là tốt. Dạ, mình giống phải như... bắt đầu từ những cái basic, những cái căn bản, mình phải sửa đổi từ những cái căn bản lên thì mình sẽ thành một cái thói quen và mình lúc nào cũng ăn uống rất là healthy. Và cũng giống như cái show rau và quả của mình cũng vậy. Đúng chị. Rồi. Dạ. Thì mình cũng quan trọng là để về cho dinh mọi dưỡng. Người thật là thoải mái lúc mà họ có một họ nghĩ đến ăn chay và cũng có sức khỏe tốt nữa. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói ăn chay á thì cũng không có hẳn. Phải nói là tại ăn vì dinh dưỡng. Ăn dinh dưỡng đúng vậy. Tại vì chị em mình chủ yếu là về dinh dưỡng cho tất cả quý vị và tất cả mọi người. Nói chung là Hiếu Ngọc với Nguyên Trân lúc nào cũng muốn quý vị có một cái sức khỏe tốt. Và khi mà mình có một cái sức khỏe tốt á thì đó là mình sẽ có được một cái đời sống tốt. Đời sống tốt và một đời sống trường thọ. Nãy giờ thì hai chị em mình cũng nói chuyện qua lại về vấn đề muối, về cái khoáng chất, khi mà về có dinh dưỡng cho cái thức ăn và những cái kiến thức trong cái kiến thức về sức khỏe. Nhưng mà nếu như mà có những quý vị thắc mắc mà gọi vô đó thì em có thể cho biết là số điện thoại nào họ có thể liên lạc được để hỏi tìm hiểu thêm về cái muối của mình Hy Mã Lạp Sơn mà mình thấy và mình đã sử dụng trong một thời gian qua. Tại vì cứ thấy mình sử dụng nhưng mà họ lại chưa có nghe mình nói về cái muối như thế nào thì em có thể cho số điện thoại. Dạ, số điện thoại đó là 714-468-8724. Và có thể tìm gọi cô Katie. Cô sẽ giải thích cho quý vị thêm về cái lợi ích của cái muối cách dùng muối Hy Mã Lạp Sơn và cũng là đại lý bán cho quý vị nếu quý vị muốn mua về xài thử. Và chương trình kiến thức và sức khỏe đến đây cũng đã hết giờ. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.